Quốc Thịnh Vlog xin chào anh chị, các bạn, bà con. Một mùa xuân nữa lại đến, khắp mọi nẻo đường, khu phố như đang nhộn nhịp, tấp nập hẳn lên. Báo hiệu mùa xuân 2024 đang đến rất gần. Để hòa chung không khí mùa xuân rộn ràng, Quốc Thịnh Vlog sẽ có những ghi nhận không khí rộn rã những ngày giáp Tết tại quê hương Sa Đéc và những địa điểm chi tiết như làng hoa Sa Đéc, chợ hoa Sa Đéc, chợ Tết Sa Đéc, chợ nông hải sản đầu mối Sa Đéc, các địa danh nổi tiếng Kiến An Cung, chùa Bà, chùa Tiều, cầu Sắt Quay, vân vân. Mùa xuân mới lại đến, kính chúc quý vị năm mới an khang, thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành đạt. Đây là đường Hùng Vương, chỗ cái góc đường dòng xe chỗ cầu Sắt Quay nè quý vị. Tối nay là 20-30 Tết nha quý vị, 2024. Đây là chùa Vũ Quang, hay còn gọi là chùa Hai Con Voi nè, chỗ cái góc đường này nè. Thì đứng trước mặt mình đi qua cầu Sắt Quay, và giữa cùng hình là trường Văn Minh đó. Còn hướng ngược lại là đi về công ty du lịch, về lần 2 rồi đó. Thì Sa Đéc về đêm ngày 30 Tết 2024 năm Giáp Thìn nha quý vị. Thì Quốc Thịnh sẽ review cho quý vị xem một cái cảnh Sa Đéc. Cái hướng này là đi vô chùa đường cầu Đốt, đường trung học đó quý vị. Thì nhìn qua bên đây là trường Quang Minh nè, và cầu Sắt Quay giữa khu hình nè. Cầu Sắt Quay bây giờ nối liền giữa phường 3, phường 4 và An Hiệp, Hậu Xuân, Tân Lễ là cũng đi cầu Sắt Quay này cũng được, nếu mà ban đêm không có đò phà đi luôn được, khỏi mất công phải qua đò qua phà sẽ giạt mất công nha quý vị. Đó. Sa Đéc về đêm. Đường Hùng Vương đó, góc đường Hùng Vương Trần Phú nè, đây là Trần Phú đó quý vị, đây là Trần Phú nè, đi vô trường trung học Sa Đéc á, vô quảng trường festival cũ đó. Hello, cầu Sắt Quay là một cái tuyến giao thông huyết mạch giữa phường 3, phường 4, An Hiệp và mấy cái xã An Nhơn rồi đó, nó rất thuận tiện nha quý vị. Cho nên bữa nay là ngày 30 Tết 2024, nó rất là đông. Phía bên kia, cái góc kia là trường Nam á. Hello, hello, đi bộ dữ lắm nha, hấp nướng luôn.
này là chỗ quán cà phê Chiba nè, Lê, bây giờ gọi là Lê Phương á. Rồi phía dài trên kia là bác sĩ Hòa rồi đó. Hướng đi xuống dưới này là cầu Cái Sơn 3 nè. Đi lên công ty du lịch nè, từ Kinh rồi nè. Cái lóc nhà đó là trường tiểu học Kim Đồng, trường Nam á. Hoặc là đi lên ti tiếng thế cũ nè. Ở đây là chùa Bửu Quang nè. Lộc anh chạy em đơm nè. Hôm rồi chạy đỡ không mày Lộc? Ê à, ngày kiếm được 200 không? Được, không được 200 à? Anh chạy bữa nào tới giờ? Chạy xuyên suốt hả? Vậy sao? Đi về cầu Cái Sơn 3 quý vị. Góc này là góc chỗ cà phê Chiba nè, Lê Phương. Thì đang Quốc Thịnh đang đứng trên đường Hùng Vương á. Xa xa đó là chùa Bửu Quang, chùa Hai Voi á. Cái này hướng đi lên cầu Sắt Quay nè. Nhà trường Quang Minh nè. Hôm nay là ngày 30 Tết 2024 nha quý vị. Hướng này cầu Sắt Quay nè. Cho bác sĩ Hòa đây, góc này bác sĩ Hòa. Thì hướng trước mặt mình đi là đường Trần Phú, đi vô trường trung học Sa Đéc. Đây là cái góc phía sau của trường Quang Minh nè. Cầu Sắt Quay Quốc Thịnh nhắc lại là tuyến giao thông huyết mạch của Tân Khánh Đông, Tân Quy Đông, phường 1, phường 3, phường 4 và An Hiệp, xã An Hiệp, châu thành Đồng Tháp luôn đó. Nên xe rất là nhiều. Thank you.